với chương trình tư vấn du học Mỹ của công ty du học Tân Đại Dương. Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với các bạn những bí quyết làm hồ sơ du học Mỹ dành cho những bạn có học lực chỉ ở mức trung bình mà thôi. Thì nếu như chẳng may mà bạn chỉ có cái số điểm học tập không được cao thì bạn đừng nên quá lo lắng hay là nản chí và buồn phiền. Đối với những người làm công tác xét tuyển tại trường ở Mỹ thì họ hoàn toàn có thể hiểu được việc mà thành tích học tập của bạn bị ảnh hưởng có thể bởi các vấn đề như là về gia đình, bệnh tật, mất mát hay là những di chuyển chỗ ở bất ngờ vân vân. Và một điều mà Tân Đại Dương muốn nhắc nhở cho bạn đó là điểm thấp thì đã là chuyện đã rồi, và bạn có muốn thay đổi thì cũng không làm gì khác được. Nên cách tốt nhất là bạn nên tiến về phía trước và tìm cho mình một lối đi đúng cho sau này. Và Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn những giải pháp được nhiều các bạn sinh viên lựa chọn. Đầu tiên đó là việc bạn nên giải thích nhiệt tình. Đối với những người làm công tác tuyển sinh thì họ sẽ hiểu được những vấn đề mà bạn sẽ gặp phải. Và đừng ngại ngần viết về những khó khăn đó trong những lá thư bày tỏ nguyện vọng hay là gửi kèm các giấy tờ có thể làm rõ vấn đề của bạn, ví dụ như là giấy chứng nhận của bệnh viện chẳng hạn. Và cách tốt nhất là bạn nên thẳng thắn xác nhận việc bạn bị điểm thấp và nói rõ những lý do ảnh hưởng đến kết quả đó của mình. Quan trọng là bạn phải dám nhận trách nhiệm về phía mình và không có thái độ đổ tội cho những vấn đề nói trên. Và cuối thư thì bạn có thể khẳng định được sự quyết tâm của mình cho hành trình sắp tới. Bạn nên hiểu là ai cũng phạm sai lầm và ngoài kia thì không có ai là hoàn hảo. Quan trọng là bạn có thể học được những gì từ những lỗi lầm đó. Và nếu như có thể thì bạn nên giải thích điều đó một cách chín chắn và thấu đáo thì nhà trường sẽ hiểu điều đó. Và điều thứ hai mà Tân Đại Dương xin nhắc bạn đó là bạn cần có một lời đề cử. Và bạn nên tìm đến thầy giáo hoặc là thầy trưởng khoa để xin một lá thư tiến cử. Một lá thư được ban tuyển sinh trông đợi thường đến từ một vị thầy giáo đã từng làm việc trực tiếp với bạn và có cái nhìn thấu đáo về những tiến triển trong quá trình học tập của bạn trước đó. Và từ bây giờ thì bạn nên xây dựng một mối quan hệ gắn bó với các giáo viên và nhờ họ soạn sẵn cho mình một lá thư tiến cử hay ho. Và điều thứ ba đó là bạn nên biết mình biết ta thì trong trận sẽ trong thắng. Và bạn đầu tiên đó là bạn không nên đăng ký nhập học quá sớm ở đầu kỳ tuyển sinh vì độ cạnh tranh sẽ rất là cao. Và việc chờ đợi đến giữa kỳ hoặc là cuối kỳ tuyển sinh để đăng ký thì tranh thủ thêm thời gian đó thì bạn có thể tìm cách tăng cái điểm số của mình hơn. Và việc chuẩn bị một hồ sơ du học Mỹ ngay từ bây giờ là vô cùng quan trọng. Bạn có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để mà học thêm và quyết tâm tăng thêm điểm trung bình của mình. Và gặp gỡ các giáo viên để có thể hỏi thăm về những điểm yếu của mình để có thể cải thiện sớm hơn. Và nếu có cơ hội thi lại thì để tăng điểm thì bạn nhất định không nên bỏ qua cơ hội này. Và đây cũng là một điểm quan trọng bạn nên trình bày trong lá thư bày tỏ nguyện vọng của mình, thể hiện quyết tâm và sự nỗ lực cải thiện bản điểm của mình trước khi apply. Và một điều cuối nữa là đó là bạn nên đăng ký học ở trường cao đẳng cộng đồng. Đặc biệt là Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn đó là đối với những sinh viên không đủ hành trang kiến thức du học cho chương trình đại học kéo dài trong vòng 4 năm thì Tân Đại Dương sẽ khuyên các bạn nên đăng ký vào một trường cao đẳng cộng đồng. Chỉ cần một năm ở trường cao đẳng thì bạn sẽ có thể góp nhặt đủ những kiến thức cần thiết để xin chuyển qua chương trình đại học. Và khi đó chẳng phải bạn vẫn có thể vào được đại học nhưng theo một cách khác hơn chút xíu. Cách hữu hiệu nhất để bạn có thể nâng cấp được số điểm đó là bạn cần phải học tập hết mình, ghi nhiều điểm tốt ở trường cao đẳng cộng đồng. Và các trường cao đẳng cộng đồng cũng sẽ giúp cho các bạn trang bị tốt hơn về kiến thức, nâng bạn lên một cấp độ tương xứng và cho phép bạn sẽ chuyển sang các chương trình đại học kéo dài trong vòng 4 năm. Và bây giờ đó là lúc mà bạn cần biết mình phải làm gì để thực hiện được ước mơ đại học của mình và đừng để kết quả trước đây ảnh hưởng tới tương lai của bạn. Và một điều lưu ý nhỏ đó là đối với việc du học của mình thì một số bạn sinh viên chỉ có học lực vừa tầm nhưng mà vẫn đã đạt được visa cũng như là được nhiều nhà trường chấp nhận. Và bạn cũng sẽ là một trong số đó. Mọi chi tiết cần thiết thì bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với Tân Đại Dương qua số điện thoại là 0838484879 hoặc là 0838382080, hoặc bạn có thể lên trực tiếp tư vấn tại Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hoặc là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5 để được hỗ trợ. Và mọi thông tin chi tiết thì Tân Đại Dương cũng có thể cập nhật trên trang web là tandaiduong.edu.vn. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ về du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương. Nhiều bạn khi làm hồ sơ du học Mỹ lo ngại rằng nếu có người thân tại Mỹ thì không biết là tỷ lệ xin visa của mình có cao hay không và có khó khăn gì cho việc xin phỏng vấn xin visa hay không. Và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng tìm hiểu với bạn Nguyễn Thành An vừa nhận được visa du học Mỹ. Thì hồ sơ của An cũng là có người thân ở Mỹ. Chúng ta cùng trò chuyện với An để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ du học Mỹ của An thì như thế nào nhé. Chị chào Thành An. Chào chị. Em thì đã nét ở bản thân em. Dạ, em tên là Nguyễn Thanh An, em đến từ Phan Thiết.
em đã tốt nghiệp trường cao đẳng xây dựng số 2 và bây giờ em đang học thêm ngành xây dựng ở trường Đại học Kiến trúc. Em bây giờ muốn đi học Mỹ và bây giờ hôm nay em xin visa đã thành công. Em thích đi du lịch và nghe nhạc và em thích chơi đá banh. Mình thường một tuần thì mình chơi bao nhiêu lần? Dạ ba lần. Ba lần trong một tuần. Cứ yêu thể thao quá đúng không? Dạ. Cho chị hỏi thằng An là lý do là sao em lại chọn Mỹ đi du học? Dạ sau khi em tốt nghiệp ở đây rồi em đi làm thì em thấy cái lương của em rất là thấp, với lại cái bằng của em không có giá trị nữa. Nếu em đi Mỹ về em học về thì cái bằng của em có giá trị hơn, rồi đi làm thì lương của mình nó cao hơn nữa, nên em muốn đi học Mỹ. Rồi ra em cũng có cậu ở Mỹ nữa, qua đó học thì nó thuận tiện cho em hơn, có gì cậu em sẽ giúp đỡ em trong quá trình đi học, nó dễ dàng hơn là những sinh viên mà không có người thân. Tại vì em thấy ở Mỹ cái nền giáo dục tốt mà cái bằng của nó lại giá trị nữa, mà cái giá tiền nó học thì nó bằng hay là nó rẻ hơn cái nước như Anh, Úc rồi nữa, nên em chọn đi Mỹ để du học. Em có chung với cậu, cậu em làm về tiệm sửa xe gara ô tô ở bên Mỹ. Khoảng cách từ nhà cậu em tới trường là 20 phút đi xe hơi á. Em học ở Louisiana State University ở Baton Rouge, Louisiana. Trường em là cái trường lớn nhất ở Louisiana và cái ngành của em học á là một cái ngành hot của trường. Trường em thì nằm trong top 100 cái trường đại học tốt nhất của Hoa Kỳ. Và mỗi năm thì thu hút hơn 30.000 sinh viên đến từ các tiểu bang khác và 120 quốc gia khác đến để theo học cái trường của em. Trường em có cái ký túc xá trường khuôn viên trường rất là rộng, 800 mẫu Anh. Ngoài ra trường Louisiana State University có cái cơ sở vật chất rất là hiện đại, trường nằm trong cái trung tâm thành phố Baton Rouge nữa, và gần với nhà cậu em nữa. Lúc nãy em có giới thiệu là ngành của em học là một trong những cái ngành thế mạnh của trường. Dạ. Vậy thì qua đó mình sẽ học chuyên ngành gì ạ? Dạ, em đã tốt nghiệp xây dựng ở đây, qua đó em sẽ học quản lý xây dựng. Nhưng mà em sẽ học 1 năm tiếng Anh trước, sau đó em sẽ học tiếp 4 năm đại học. Sau khi học xong đại học thì em trở về Việt Nam thì chắc chắn em sẽ có một cái công việc rất là tốt và cái lương của em thì rất là cao nữa, và mọi người sẽ trọng dụng em. Cái cảm nhận của An khi làm hồ sơ ở Tân Đại Dương như thế nào? Khi làm hồ sơ ở đây thì cái chị hướng dẫn rất là kỹ, học phỏng vấn với anh Khôi thì anh Khôi rất là tận tình, không biết cái nào thì hỏi thì anh Khôi chỉ mình hết. Rồi ra thì cái chị hướng dẫn mình còn test bài cho mình, rồi phỏng vấn thử cho mình để cho mình tự tin hơn. Rồi cái bữa cuối thì được học với anh Bảo Anh, anh Bảo Anh chỉ truyền lửa cho mình để ngày mai mình đi phỏng vấn mình cảm thấy tự tin hơn, vui đó mình không có sợ. Mấy chị ở đây em thấy cũng vui vẻ, Khôi rất là tốt và hiền, nếu như mà không biết cái gì hỏi thì anh Khôi đều giúp đỡ tận tình, lâu lâu anh Khôi tặng quà nữa. Đây, khi mà nhận được visa du học thì bài nào cũng có quà, em đã nhận quà anh Khôi chưa? Dạ có rồi. Qua đó mình biết được dịch vụ của Tân Đại Dương em ha? Dạ em có tìm hiểu trên mạng, em thấy Tân Đại Dương rất là nổi tiếng và em quyết định chọn Tân Đại Dương để giúp đỡ em xin cái visa. Nếu như ai mà có còn không biết về cái làm để xin visa sao hoặc là cách trả lời phỏng vấn sao thì em nghĩ hãy đến Tân Đại Dương để được cái chị ở đây hỗ trợ. Em thì có cậu bên Mỹ xin E20 dùm, và về đây thì em không biết cái cách trả lời phỏng vấn làm sao, để tiếng Anh em thì nó còn yếu, nên em nhờ Tân Đại Dương để giúp đỡ cho em, hôm nay em đã có được visa. Dạ, chị cảm ơn chia sẻ của thằng An trong buổi trò chuyện hôm nay. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em và Mỹ học tập thật là tốt. Và sau khi mà có tấm bằng của Mỹ về thì về Việt Nam mình sẽ tìm kiếm được một cái công việc như ý ha. Dạ, cảm ơn chị.
Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe những chia sẻ của Thành An về cái quá trình phỏng vấn xin visa du học Mỹ của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại.